Tell me, where do I find someone like you, girl? Hanging from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at the crowded street, listen to my own heartbeat. Đây là siêu thị Kmart ở Úc, ở siêu thị gần nhà Louis ở Brisbane, Victoria Point. Louis cần mua những vật dụng cho nhà cửa như là đồ nấu bếp hoặc là garden. Thì Louis đến đây mua những vật dụng cần thiết ở trong nhà thì ở siêu thị Kmart đều có. Cái này đẹp. Ok, có cái cây này nữa nè. This one I love this. Tippy toes trying to reach the ground, and now look, I can fully touch the ground. I've grown a lot. Đây là tên bốn hòn đảo ở Brisbane Bay, nơi Louis sống, nơi mẹ con Louis sinh sống tại nước Úc, tiểu bang Queensland. So we're living in Brisbane Bay. There are four islands: Macleay Island, Karakara Island, Lambs Island, and Russell's Island. We call Brisbane Bay. Welcome to where we are. From Redland Bay Marina, we go Brisbane City just 40 minutes. Trong bốn hòn đảo này, thì hai hòn đảo lớn nhất là Macleay Island và Russell Island có trường tiểu học, có nhà trẻ và có siêu thị, có bác sĩ gia đình, có tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết. Nơi đây cách thành phố Brisbane 40 phút lái xe. Ở nơi đây có tất cả mọi thứ cần thiết như ở ngoài city. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams are failing,